Nếu nhìn da của chúng ta qua kính hiển vi, chúng ta sẽ thấy hàng ngàn các lỗ nhỏ được gọi là các lỗ chân lông. Sâu dưới lỗ chân lông là các tuyến nhờn của da. Các tuyến này liên tục bơm dầu hay còn gọi là các bã nhờn vào lỗ chân lông. Các bã nhờn sẽ được bài tiết ra theo lỗ chân lông thoát ra ngoài bề mặt của da. Lỗ chân lông được cấu tạo thành từ các tế bào gọi là keratin. Các mảng tế bào chết là keratin sẽ bong ra hàng ngày cùng với chất nhờn vận chuyển ra ngoài theo lỗ chân lông. Trong lỗ chân lông cũng có thể có rất nhiều các vi khuẩn. Những vi khuẩn này cùng với bã nhờn và tế bào chết đi ra ngoài bằng cổ năng lông nhỏ ở trên bề mặt da. Thật không may, khi cổ năng lông có thể bị bít tắc, quá trình hình thành mụn sẽ bắt đầu. Kem dưỡng ẩm hay mỹ phẩm trang điểm có thể làm bít tắc lỗ chân lông. Và đặc biệt, lỗ chân lông có thể bị bít tắc do thói quen sờ tay lên da mặt. Khi cổ năng lông bị bít tắc, thì keratin, vi khuẩn và chất nhờn sẽ bị giữ lại dưới da và không thể thoát ra ngoài. Nhân mụn hình thành và khiến lỗ chân lông của chúng ta giống như một quả bóng nước. Các lỗ chân lông dần mở rộng, gây chèn ép đến các tế bào xung quanh. Khi các tế bào này bị tổn thương, có thể dễ dàng bị vi khuẩn tấn công và từ đó phản ứng viêm bắt đầu. Cơ chế của cơ thể chúng ta cố gắng sửa chữa tế bào và hình thành các lớp keratin mới. Lớp keratin này làm cho sự sừng hóa cổ năng lông tăng lên, khiến lỗ chân lông càng bị bít tắc hơn. Bã nhờn và keratin ngày càng gia tăng cùng với sự nặng lên của phản ứng viêm, khiến lỗ chân lông bị phá hỏng cấu trúc và gây nên mụn. Và đây là hình ảnh một nốt màu đỏ trên da mà chúng ta gọi là mụn trứng cá. Sự tổn thương cấu trúc lỗ chân lông khiến vi khuẩn và phản ứng viêm lây lan sang các vùng lân cận. Đó là lý do mà vì sao vùng da mụn ngày càng lan rộng. Vậy tại sao mụn trứng cá không hình thành trước tuổi dậy thì? Đó là do khi chưa đến tuổi dậy thì, bã nhờn tiết ra rất ít. Nếu lỗ chân lông không bị bít tắc thì cũng không gây ra mụn. Khi đến tuổi dậy thì, nội tiết thay đổi khiến da tiết ra rất nhiều bã nhờn, do vậy nên mụn hình thành nhanh chóng. Yếu tố di truyền khiến một số người có thể tiết nhờn nhiều gấp 5 hay thậm chí gấp 10 lần những người khác. Và những người này có nguy cơ xuất hiện mụn trứng cá nhiều hơn những người khác. Do có quá nhiều bã nhờn và vi khuẩn sẽ làm tổn thương lỗ chân lông nhanh chóng. Làn da không kịp đào thải các chất bã nhờn và vi khuẩn sẽ gây ra tình trạng bít tắc và hình thành mụn.